Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Tường Lệ Đình các bạn. Trong clip hôm nay là mình thử cho các bạn là tay bằng cách giam cầm trong nước nha các bạn. Có nghĩa là không dùng đất, không dùng thuốc kích thích rễ mà thử xem ngâm cây trực tiếp vô trong nước lọc các bạn. Đây là nước mưa bình thường này, đây là nước giếng khoan mình bơm ở dưới giếng lên nha. Thì xem một thời gian xem thử coi thử cái cây nó có phát triển được không nha các bạn. Thì đây là những cái cây mà mình đã ươm cách đây hơn một tháng các bạn. Hiện tại thì lá và rễ nó ra rất là nhiều luôn. Ở đây là mình không có sử dụng thuốc kích thích rễ nha các bạn. Chứ nếu mà mình bỏ thêm thuốc kích thích rễ vào nữa thì cây rễ nó ra rất là dày, chứ nó không có mật độ nó nhiều hơn cái này rất là nhiều nha các bạn. Thì đối với ba cái cây này là mình cắt ra trên cùng một cây nha các bạn. Đấy, các bạn thấy thì cả ba cây đều ra rễ rất là tốt. Đây có cây ra nhiều, có cây ra ít nha các bạn. Thì cái cây này thì rễ nó hơi ít hơn xíu này, nhưng mà lá nó rất là xanh. Còn cái cây to này thì rễ nó nhiều hơn này các bạn. Đây, rễ nó nhiều mà nó mọc đều xung quanh của cái cành cây này. Còn đối với cái cây còn lại thì mình cắt trên cái cây khác nha các bạn. Thì sau một tháng ngâm nó vẫn chưa có ra rễ, tuy nhiên là các bạn thấy là lá nó mọc rất là nhiều đó. Thì các bạn biết là lá nó mọc ra từ thân thì chất dinh dưỡng nó sẽ lấy từ cái cành nha các bạn. Cái cành tuy là ở trên là nó khô và ở dưới là mình ngâm vô nước, ở trên nó khô này, ở dưới mình ngâm vô nước là nó vẫn tươi tốt đó. Nó vẫn có màu gỗ của nó như là lúc mình mới cưa này. Còn đây là những cái lá mà nó mọc trên thân cây thì cái chất dinh dưỡng nó lấy từ cái cành cây, nó nuôi cái lá, cái nó nuôi cái chồi đúng không? Thì sau là nó mới lên mấy cái cành lá như thế này, rồi sau đó là nó mới bắt đầu nó kích thích nó ra rễ, chứ không phải là các bạn không có phải là cây nó có rễ xong rồi sau đó nó mới có lá nha các bạn, không? Nên là khi mà các bạn dâm cành như thế này, không? Dâm cành thủy canh trong nước như thế này thì các bạn chỉ cần nước sạch bình thường thôi. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn hoàn toàn là có thể là bỏ thêm một ít thuốc kích thích rễ vào cho nó nhanh ra lá hơn. Tuy nhiên là các bạn vẫn có thể là ngâm trong nước lọc bình thường. Khi mà từ 5 tới 7 ngày hoặc 10 ngày á là cây nó bắt đầu nó cái cành nó bắt đầu nó mọc rễ các bạn, thì các bạn thay nước mới, hoặc là các bạn cảm thấy là nước cái mực nước trong ly nè, cái mực nước trong ly mà nó xuống thấp quá, hoặc là nó bị bẩn, hoặc là có lăng quăng á, lăng quăng bỏ gậy á, thì các bạn đổ đi, các bạn thay nước mới, thì nước càng sạch thì rễ nó ra càng nhiều nhé các bạn. Thì để tiến hành cái thí nghiệm dâm cành thủy canh như thế này thì mình sẽ đi cắt một cái thân cây mà mình muốn chiết ra thành cây mới nha các bạn. Đó, mình cắt, mình lựa chọn những cái cành cây mà nó không quá to cũng không quá nhỏ nha các bạn, cỡ bằng ngón tay tay trỏ hoặc là ngón tay cái của mình là vừa, chứ đừng có chọn cành to quá mà cũng đừng có chọn cành nhỏ quá. Rồi sau đó là mình sẽ cắt, mình bỏ bớt, đúng không? Mình cắt, mình bỏ bớt cái hòm này đi, cái cành này đi, là mình chỉ lấy một khúc ngắn thôi các bạn, khúc vừa thôi, đừng có lấy cái khúc dài quá. Đây, ví dụ như khúc này thì mình cắt, mình bỏ trên luôn nha. Đó, mình cắt, mình bỏ trên, mình chỉ lấy cỡ chừng 15 cm đổ lại thôi các bạn. Đó, thì mình ở dưới này mình cắt luôn nha. Rồi, đó, mình chỉ lấy cái chừng 15 cm đổ lại thôi nha. Rồi sau đó là mình sẽ dùng một cái dao. Dùng một cái dao mình sẽ gọt đi những cái phần xung quanh như thế này các bạn. Đó, mình gọt mấy cái phần xung quanh như thế này.
để kích thích cho rễ nó ra nhanh hơn các bạn. Rồi sau đó là mình dùng một chai nước lọc, có thể là Aquafina hoặc là chai Pepsi, Coca hoặc chai bia gì đó, mà chai nhựa cũng được hoặc là thủy tinh cũng được. Nói chung các bạn có cái gì có thể đựng nước được thì các bạn đựng nha, hoặc là thậm chí là ly nước mía nha. Đó, sau đó là mình sẽ ngâm cái coi này vào. Mình sẽ ngâm cái coi này vào. Mà mình để cỡ chừng khoảng một tuần thì coi nó bắt đầu nó cái cành này nó bắt đầu nó mọc lá nha các bạn. Không? Và khoảng cỡ chừng 20 ngày thì cái bộ rễ nó sẽ phát triển ra, không? Rễ nó sẽ nhú ra dần dần. Và cỡ chừng một tháng thì các bạn thấy ở đây là một tháng là mình có được những cái cây có rễ như thế này. Là bây giờ mình sẽ đem mình bứng mình trồng bỏ đất vô mình trồng nha. Mình có thể là tận dụng mấy cái ly này mình khoét lỗ xong rồi mình trồng. Đó, mình trồng cho nó mọc thêm một thời gian nữa cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh hơn. Rồi tiếp đến là mình mới đem mình bứng mình trồng xuống đất nha các bạn. Thì đây là những cái cành cây mà mình ươm sau một tháng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ đất vô mình trồng nha các bạn. Thì đối với một số loại cây nó khó ra rễ thì các bạn tốt nhất là vẫn nên mua thuốc kích rễ nha các bạn, đúng không? Cái loại thuốc kích rễ ra rễ cực mạnh như thế này, và các bạn nhiễu vô vài giọt vô trong cái ly nước để cho cái cành cây nó dễ mọc rễ hơn nha các bạn. Và mỗi khi mà các bạn thay nước mới thì các bạn cũng nhiễu vô thêm vài giọt, đúng không? Để cho nó giúp các cái loại cây mà nó khó ra rễ thì nó dễ phát triển hơn. Rồi ok nha các bạn. Thì nói chung là trong cái thử nghiệm này là mình đã ươm một cái cành cây mà bằng phương pháp thủy canh, là bỏ vô trong nước lọc nha các bạn, nước mưa, hoàn toàn là bằng nước chứ không có bỏ thêm bất kỳ cái thuốc kích rễ hay là cái hóa chất nào khác nha. Thì nó vẫn ra rễ bình thường. Đấy, các bạn thấy vẫn ra rễ, vẫn mọc cành, đó, vẫn có lá đồ bình thường, phát triển rất là tốt. Đó, thì cái đây là thành công rồi nha các bạn. Thì mình đã bỏ đất cũng như là phân vô trong các cái lọ này để mình trồng thêm một thời gian là cỡ chừng 20 ngày hoặc một tháng nữa là mình sẽ đem mình bứng, mình trồng ra ngoài đất nha các bạn. Thì ở đây mình đang làm mẫu cho các bạn nên là mình không có đục lỗ bên dưới. Bên dưới mấy cái lọ này nha các bạn. Thì các bạn nên là đục một vòng lỗ xung quanh để cho nó thoát nước, nó khỏi bị úng. Khi mà các bạn đã bỏ đất vô rồi á thì các bạn nên là cho nó thoát nước nha. Còn nếu mà các bạn ngâm vô trong nước hoàn toàn bằng nước á, nước sạch á, nước càng sạch thì nó ra rễ càng nhanh nha các bạn. Thì nước ở đây nước sạch có nghĩa là nước mưa tự nhiên hoặc là nước giếng bơm nha. Tại vì trong đó nó còn trong cái nước giếng bơm của mình hoặc là nước mưa nó có một số khoáng chất mà nó giúp cho cây nó phát triển được. Còn các bạn mà nước nhà máy, nước ở thành phố thì mình chưa có thử qua. Nước tại vì nước đó đã qua khử trùng, khử khuẩn là không biết là nó còn chất dinh dưỡng để cho cây nó phát triển hay không. Đó, thì sau một thời gian cỡ chừng 20 ngày hoặc một tháng sau là bứng mình trồng ra ngoài đất thì nó phát triển thoải mái luôn nha các bạn. Rồi ok, coi như là clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái thử nghiệm mà mình ươm cành cây hoàn toàn bằng thủy canh 100% và mọc sống 100% nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ờ, bye các bạn nha, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo trên kênh YouTube Thường Là Đình, cũng như là các bạn nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình và nhấn cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để cập nhật các video mới nhất về điện nước rồi chim cá cây cảnh trên kênh YouTube Thường Là Đình của mình nha. Bye bye.